Hải Đăng xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn bộ cần lục Daiwa câu xa bờ được 30 m đổ lại rồi nhé. Cần đầu tiên trước tiên là cần Liberty do Daiwa Việt Nam sản xuất, khuyên bát Fuji. Mình chữ Fuji này. Đấy, Fuji này, bên bát Fuji. Quay qua cần cho các bạn xem. Bát gà máy này. Fuji. Độ cứng của nó là T30 các bạn nhé. Đây là thông số cần. T30, Made in Việt Nam. Liberty Club. Và máy Daiwa Crest 4000. Máy 4000 nhưng nó tương đương máy 6000 của Shimano đấy các bạn. Cũng do Việt Nam sản xuất. Đây nhìn cái Made in Việt Nam. Đấy, Made in Việt Nam. Gồm máy cần vào đây bộ tứ. Các bạn có thể câu gần nhưng mà nước sâu, tứ này. Câu nước sâu tầm 5-6 mét thoải mái. Giật rất thoát. Và cước pan 150 mét. Màu nâu nho, chìm lực. Đây, và khóa. Máy inox chuyên dụng cho đánh lục chống cần. Và phao. Phao thì có dùng câu ngày và câu đêm luôn các bạn nhé. Đây chỗ này dùng để cắm đèn led 60 giờ vào các bạn câu đêm. Và đặc biệt nữa là có mồi câu do Hải Đăng Fishing sản xuất. Các bạn về mà gặp bộ này về câu luôn, hạ thủy luôn. Quay tổng thể cho các bạn xem chọn bộ này luôn. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn bộ cần lục Daiwa Việt Nam sản xuất. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.